Hello, xin chào cả nhà. Thì sáng hôm nay là Miss sẽ chụp cho một chị khách hàng rất là đặc biệt. Khách hàng này là khách hàng 4 năm trời của Miss, 4 năm nha cả nhà. Từ ngày Miss ra đời tới bây giờ chị ủng hộ Miss trong 4 năm nay. Thì hôm nay là ekip sẽ chụp một chị là gọi là thánh áo dài. Chắc là nhiều khách hàng của Miss là cũng biết chị này. Và chắc chắn một điều đó là các chị sẽ biết được chị này là trong live stream này. Hôm nay là biết chụp chị Dương Yến Thanh, một thánh livestream về áo dài, một nào fan mà hâm mộ về áo dài thì nào cùng theo chân Miss hôm nay để theo dõi buổi chụp hôm nay nó gồm những cái gì nhá. Rồi, đi nào. Đi mà trống này. Đây là chị Thanh đây cả nhà. Đây, hôm nay là cả nhà Miss sẽ chụp chị Thanh, một concept rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta đi nha. Thanh ơi, đi Thanh ơi. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Mít sẽ thực hiện bộ ảnh ở Cù Lao Phước Thiện. Đây là một trong những địa điểm chụp áo dài phải nói là đi vào lòng người, những địa điểm rất là nổi tiếng của Sài Gòn, của những giới quay phim. Thì mọi người sẽ khen những cái cảnh ở đây thì nó rất là giống ở quê yên bình. Mọi người thấy không ạ? Giếng nước, gốc đa. Hello chị Thủy, lâu quá mới gặp. Nãy gọi anh được rồi ấy. Nãy gọi anh được rồi mà. Đây thì mình sẽ cho mọi người thấy, đây là cảnh quay, cảnh chụp hôm nay. Có đầu bếp này. Rồi, chị đặt cái chân đây nè. Đánh người lại, đúng rồi. Nghe đâu này. Đàn bầu. Ok. Bả đàn cò đây là gì? Ngã ra xíu. Cho cái cò nó ra ngồi thì bạn. Nói gì để sờ thử cái đàn cò nó đưa xin thoại xem. Cò ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Tiếng đàn cò của tôi. Tiếng đàn đi làm tan tác làm người. Hello. Ở đây thì mọi người chụp tha hồ chụp luôn, cảnh rất là yên bình luôn, yên bình. Mọi người nào mà thích về với không gian thiên nhiên ấy, thì đây là một cái concept rất là hợp lý luôn. Xung quanh đây là nó sát bên khu Vin City. Phía sau lưng mình là Vin City đó cả nhà. Sau lưng ấy, đang xem nó toàn biệt thự không. Còn đây là một cái căn nhà cổ, nó nằm giữa lòng thành phố luôn đúng không ạ? Nằm giữa lòng thành phố thu nhỏ của Thủ Đức, của Vin City. Này có dàn bông giấy rất là đẹp, tôi mua ở nữa đẹp lắm. Đấy. Thì concept này thì rất là nhiều cảnh và rất rất hợp với áo dài. Và đây là một trong những concept mà khách hàng nào đến với Mix cũng sẽ chụp concept này. Đó giống là level max, level cuối cùng đó. Thứ nhất địa điểm nó xa, cái thứ hai chi phí chụp nó cao. Thì cái concept này thì khách sẽ chụp các concept khác trước rồi cuối cùng sẽ chụp cái concept này. Nhưng mà đó là mọi người chụp ở đây thì không hối tiếc. Rất là đẹp, cảnh rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không ạ? Cái ngồi nào là áo dài, nào là make up thì chúng ta còn gì nữa, chúng ta phải có cảnh, cảnh nó phải hợp concept, chúng ta chụp phải đẹp. Đấy, thì đây là một trong những cái concept mà rất là đẹp, hợp với áo dài. Chỉ cần mình make up đẹp, mặc áo dài phù hợp vô là auto đẹp ngay. Đấy, em đi một vòng cho cả nhà coi. Này thì nó hơi tối rồi. Phía đằng này. Phía đằng này đi ạ. Người thấy không ạ? Không cảnh rất yên bình. Đấy. Không cảnh yên bình vô cùng. Đấy, mọi người nghĩ sao nếu mà mình mặc áo dài đứng này, mọi người hãy tưởng tượng thôi. Mình mặc một chiếc áo dài tím đứng ngay vị trí này. Không gian phía sau là một cái mái nhà cổ và bên cạnh là một dàn hoa giấy. Rất là đẹp đúng không cả nhà? Đẹp. Tuyệt vời. Rồi không những thế đâu, đằng này nữa nè. Mọi người thấy không, không gian phía sau mình rất là nhiều. Thấy phía sau những cái góc như thế này. Ôi trời ơi, tìm đâu ra những cái góc thế này. Rất là đẹp. Rồi ngoài ra mọi người thấy không, ai mà mê chụp với xe cổ thì đây là một nơi rất là nhiều xe cổ luôn. Xe cổ của bác Ba. Bác Ba là có nguyên dàn xe cổ ở đây. Đây, xe cổ rất là nhiều. Thấy cả nhà, đây là một xe cổ nhiều, vô cùng nhiều xe cổ. Nhiều xe cổ lắm cả nhà. Mình sẽ đổi bối cảnh
Lúc nãy là mình chụp trong nhà, rồi bây giờ mình sẽ chụp bên ngoài. Thì một cái bộ ảnh của Mix thì nó sẽ là hai bộ áo dài. Thì trong hai bộ áo dài đó thì trong một địa điểm chụp thì Mix sẽ chia cái bối cảnh ra cho nó phù hợp. Thì một buổi chụp thường nó dao động khoảng là 2, 3, 4 tiếng là tùy vào cái gói của khách hàng chọn. Thế nên là khi mà khách hàng chọn thì mình đăng ký số lượng áo dài để mà Mix phân bổ làm sao mà để đầy đủ góc chụp nhất, rồi cũng như là cái thời gian nó đảm bảo để làm sao cho mình có những cái bức ảnh đẹp nhất. Đây thì bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài và theo chị bước chị Thanh chụp bộ ảnh ngày hôm nay. À, thì bộ ảnh ngày hôm nay để chụp trời nó hơi sao ta, nó hơi thiếu nắng nhưng mà về hình nó vẫn đẹp á. Nó trời này chụp lên rất là trong nha cả nhà. Với mưa xong với trời trong á. Đây, okay. Anh nghĩ là chắc cái chiếc Mobilus á, nó đẹp hơn chiếc này á. Mượn một chiếc Mobilus. Mượn một chiếc. Mượn chiếc xe, chiếc này nó không hợp với cái áo dài này. Dùng cái xe kia nó không hợp lắm. Thế nên là hello chị. Không, đang lên sóng. Đấy, ở dưới này là xe cổ rất là nhiều. Nếu mà chị nào thích mà kiểu như chụp hình cổ, đây là một lựa chọn hợp lý. Cái gì cũng có dưới này. Không gian. Cái gì? Chắc đi bình thường. Không có lực ấy. Không có đi. Hai ba thả nào ha. Kém là sao? 1, 2, 3 tấm nào. Hello mọi người, đang chụp góc giếng. Đây. Vừa chụp, vừa đây vừa chụp, vừa được nghe nhạc, vừa về với thiên nhiên là vừa được mũi cắn nữa. Được tiêm theo một mũi vaccine nữa cả nhà. What? Nano Sore. Nano Sore. Đây em quay cho mọi người coi góc. Cái góc này nó thần thánh lắm cả nhà, thấy rồi thôi, về cho coi hình, hơi bị đẹp. Cái này mà bốn tà thì đẹp luôn. Chị ngồi thẳng người lên chị, ngồi thẳng người lên cho đẹp. Rồi. Mọi người chờ xem bức ảnh này như thế nào nhé. Thả tay ra, thả tay ra. Hai cái tay chị vẫn giữ tư thế, hai cái cùi chỏ chị chống lên hai cái đầu gối á. Đấy, đúng rồi. Hai cái tay này, hai bàn tay này. Đấy, đúng rồi, good. Mọi người thấy cái mẫu cao đột biến không? Chị nhạc em tặng chị bao hoa ở trên xe đây em. Rồi quay chị clip. Dạ. Xong buổi chụp mình nó xong rồi thì chị cho em một đoạn feedback nha. Thì không biết là chị cảm thấy bây giờ cảm thấy thế nào, cảm giác của mình ấn tượng nhất buổi chụp hôm nay và cảm giác ấn tượng với Mix áo dài điều gì ạ? Ấn tượng là chạy vòng vòng mà cuối cùng là cũng có được một cái view chụp rất là đẹp. Nói chung là chị rất là hài lòng, tuy là đi hơi lâu, hơi xa xíu. Còn Mix áo dài thì khỏi nói rồi, từ xưa giờ là chị gắn bó lâu dữ lắm rồi đó, rất là nhiều mô hình rồi. Nên là rất là tin tưởng. Dạ vâng, thì cũng sinh nhật chị thì thay mặt ekip chúc chị sức khỏe, công việc ngày càng phát triển ạ. Và Mix hôm nay thì có một cái bó hoa thôi tặng chị cùng với một lời chúc chân thành thôi ạ. Rồi, chị cảm ơn Mix nhiều lắm, chúc Mix ngày càng thành công nha. Dạ vâng, cảm ơn chị.